ចាញ់នេះខ្ញុំនិតធិសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីអរុនសុស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលជាទីគោរពរាប់អានចាគណៈពេលនេះផងដែរកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានមិនវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនតាមការសន្យារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីតាមរយៈវិទ្យុ បណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុករបស់កម្មប្រែផងដែរចាញ់ចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីអរុនសុស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលជាទីគោរពរាប់អានចាគណៈពេលនេះផងដែរយើងក៏មានប្រធានបទថ្មីមួយដែលនឹងលើកឡើងមកជជែកទៅលើទស្សនៈរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងតទៅនឹងអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីផងដែរហើយក្នុងនោះយើងមានវាគ្មិនចំនួន 2 រូបដែរវាគ្មិនទី 1 គឺកញ្ញាសារុនរងសៃគឺជាយុវជនសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការងារ
dương ở nơi không bên này tại mà đồng trà chi ở đồng bộ đi phòng đá nước trong cho ban ca cao sông qua vì ở sạch bệnh đà thà ta ở ở ta sạch bệnh sạch dương sao nè chụp đặc nam chụp nón thay nè quạt đường bàn cho luôn được không cả đào sải bánh hà sợi bánh hà cụ mà chỉ phía dưới nó cứ bánh hà đại tẹt tông từ nón bờ hương xa tẹt tông đường dẹn đỡ nâng cao phải đào cao ấy sợi đường bờ rót nó quạt miệng đào cao nó không cao là chỉ nè đặc nam xem mà phía bên đại được tê chay cha bông ốc con bông sâm rạp sâm núa sâm rạp nhúng chấm pua nè đặc nam đại tơ tại ở tổ tu ban năm này thay khiêm sừng khâm thay quạt nâng cho khuôn mà đọc sái chụp bộ bánh hát chỉ biết xét tờ lơ sở trái hay tờ lơ ca rùm lô bóng biên rồi có ca pram bơ hăng xa hay nâng bánh hát xem xem thiết đại ca miên nơi khăn ông bà tê dường hay nâng bà đó là ca chun sở trái rồi có bỏ rõ còn miên phiếp xa mà khăn nơi khăn ông ca cho bóng ra nơi khăn ông rõ thạp bị bá hay thua ca ấy mùi hay chụp bộ chỉ bánh hát chỉ tu tới những đời thà bạn chụp bón mình thà cảm bờ hăng xa từ lời sợi trái vì miền ca can lang hay vì miền ca thom thoi từ tam ở pe về lìa muối hay đại dương sông kết mơ nơi bạn chụp bón đi phòng đại thà ở nơi khnông chùa đi ra tháp bị má những khi thà bỏ rót cha ăn chư sợi trái đại chỉ ca còn sông có dương ở trong ban nơi sau một hiệp dân đỡ đại quạt thôi cá tiếng bỏ rót tiếng sợi mà khnì vận tải dương nơi mình toàn từ tu ban ở chùm nùn muối đại thà sợi trái nâng bỏ rõ nâng miền phiếp xa khăn nền lào dây chẳng xứng khâm tha ở chung phù rõ thập hiệp ba đài lộp tập tài nâng láng thamay ní nâng cả lệch mơ ổng pi ở bánh hà này xong một phiếp dân đỡ đào dân đó là cả đó sẽ trái xâm rạp quạt làng tự thua cá tự căn ở đồng này nà muối đài miền phiếp xa khăn nền xong nâng bỏ rõ hay nâng đọc xài chung phù bánh hà ổng bờ hăng xa xếm xếng tên lời sẽ trái bí prù dân đơn ngay thà nâng công nạn này cả thời gian là không được tham bị bá dân khơi tài sát tài chịu bỏ rồi đại dân khơi tha sát trái cứ quật mình sơ miến một mót nơi khăn ông chua đi ra thả bị ba tỷ hay bởi dân chỉ miến cứ tịch đại dân khơi tha thamay ní miến ở bất thiên rồi bỏ rồi sắp hết coi có chi sát trái đại quật ta mình nè làng hay ở miền tịch tràn mình tên đại ở sập bộ tại đại bờ rạch đại dương ở khơi miền sập trời nè bông cha chàng ở quân dịch bệnh chi ca sầm co ở chi ca cọ sầm co bắt hai tiệt đại trong lưu pi ở cả nhà rong sai đã thật nè cả nhà rong sai sừng khâm ta thân đặc nom chủ nón thay đi nâng cho rùm không cả đọt sai bàn hà sập trời cột ma chi pi xe âm bờ hướng xa từ lư ở yên đỡ có đôi chi ca đỏ cả ở sập trời nâng bờ rạch miền ở cả nâng ca là chi nè đặc nom nước bẹp nè đại chàng tôi khác chúng ta từ chẳng không đạt được
cha cha học kinh quan mình tên chị bà thông khi mình cần là thao bằng cơm đó tra tra mới tra 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 mọi người có xong từ từ đó lúc lúc xảy ra có công ta tạm đoàn sắp tới chị tức là nơi tâm thi vũ trụ rồi bong ta lại tôi tại đây chị tâm thi vũ trụ rồi bong ông ca không phải phòng đài thứ ngày mi rịnh rìa bán chụp sẽ bị rõ tần nà lưu tìm muối hay nghĩa một căn phần mùa vinh ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរដែលមានការផ្ទេរតំណែងភ្លាមភ្លាមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយពេលបានទទួលនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតដល់ឡែកយើងនៅតែសង្ឃឹមនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញជំពោះបញ្ហាមិនល្អទាំងឡាយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាល្អវិញ មិនខុសពីវិស័យមិនក៏បានលើកឡើងទេយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលឲ្យមានសមភាពយេនឌ័រទៅប្រកបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះកន្លងមកយើងស្វែងដែរដែលមានវត្តមានស្ត្រីនៅក្នុងការចូលរួមចំពោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមយើងឃើញមានច្រើនមិនដែរពីក្រានស្ត្រី ទៅការងារបានមានជាសេដ្ឋកិច្ចមានជាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែបើក៏លើកទៅមើលវិស័យនយោបាយចំពោះវត្តមានស្ត្រីវិញគឺមើលមានភាពខ្វះខាតឬក៏មានទឹកពុតបំផុតហើយបើគិតអំពីថ្នាក់នៃការសម្រេចចិត្តចំពោះថ្នាក់ក្រោមជាតិចំពោះថ្នាក់ជាតិទៅទៀតកាន់តែតិចទៅទៀត វិស័យនយោបាយនឹងហើយដែលមានស្ត្រីតិចតួចខ្លាំងនៅក្នុងការចូលរួមសពថ្ងៃនេះបើទោះបីជាអ្នកនយោបាយប្រកាសក្តែងក្តែងថាផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែមិនទាន់ឃើញមានវត្តមានស្ត្រីឲ្យស្មើនឹងបរិបទដែរដល់រាប់ណាដែលមិនទាន់មានច្បាប់ឬក៏លាលក្ខណ៍ណាមួយថាឲ្យមានការអនុវត្តជាប្រព័ន្ធខ្លះឲ្យស្ត្រីស្មើនឹងបរិបទអីជាដើមអញ្ចឹងណានៅតែមាន ចន្លោះខ្វះខាតហើយនៅតែចំនួនស្ត្រីនឹងតិចតួចក្តីសង្ឃឹមយើងនៅតែសង្ឃឹមដដែលទេថានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានកូនចិត្តមួយគិតថាវាពិបាកនឹងអាចដោះស្រាយពីព្រោះមនុស្សមកពីកន្លែងតែមួយមកពីគណៈបកនយោបាយតែមួយហើយនឹងមានគោលនយោបាយដូច ដូចមុនតដែលហើយប្រព័ន្ធដឹកនាំដូចមុនតដែលអញ្ចឹងហើយពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយដែរពីព្រោះការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់តើតែមនុស្សនឹងមានបំណងចង់ដោះស្រាយមនុស្សនឹងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចង់ដោះស្រាយបញ្ហាបើសិនជានៅតែបដាតដោយហើយគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយទេនៅតែបញ្ហានឹងកើតឡើងតដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតតដែលចា៎ ចាញ់ចាអរគុណចំពោះកញ្ញារងសាយដែលបានលើកឡើងនៅការយល់ឃើញរបស់លោកទៅលើអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីនេះផងដែរចាញ់ចង់ដឹងបន្ថែមដែរកញ្ញាតើកញ្ញាយកយ៉ាងណាចំពោះអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីដែលគាត់ទើបតែតែងតាំងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះណា ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីហ្នឹងគាត់មានទូនាទីហើយមានការងារច្រើនមែនតើដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីគាត់បានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះច្រើនហើយសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏មានការរឹតបន្តឹងពីព្រោះបញ្ហានេះប្រហែលជាមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេដែលបានឃើញជាក់ស្ដែងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក ការបោះឆ្នោតហើយថ្មីៗដែលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិយាកាសទៀតសង្កត់ហើយមានការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះទៅដូច្នេះហើយ
bạn nhà tầng ở nâng mình men trong tập trung chết không ai tệ bán khơi mình men trong tập khi nhom tệ mình men trong tài ông ca sản công sự vật nâng tại Campuchia tệ để bán khơi mình men trong tài dù vật chôn rước qua bạch chi phù rót nơi Campuchia tệ để bán khơi mình nuôi tôi tiền bị phục lụng nâng có kệ bán khơi đại đó thân là ông ca sản bạch chi chết nâng có kệ bán khơi đại hay ở sẽ cái đây thằng ca mui mui rồi bỏ ông ca sản chi chết và miên nhẹ mong kệ bán nơi tại Campuchia nâng sự sưng tài miên cả đàn này thung thung ngô từ lời ca rồng lộ bầm tiền khang sát nội dụ bài khang sát tập trung mật tệ sát mật nu ấy chị đàm hay là ngày đôi chân này hai tập lập màu vĩnh khi mà khơi than đặc nuông chuẩn đoán tham mây năng quận biên quang mi tràn mềm tăng đã trở thơ rư có trở cai đầm rơi căn tay là o bật sao chiến môn đôi chia ca lơ cùng tu bật chia thập tay ấy chị đàm ca vô dạng na ở chân chuột Campuchia luôn nơi không có tên Campuchia năng miên sắt tách tiêm tháp bàn à tờ lưới rì rọt hà bị bà miên sắt nơi không ca bánh chân mà tệ rõ bọc luôn anh bài ca vô khơn chung phụ bánh hà sẵn cúm hay miên ca miên tôi là ti thưa dạng na bạc tù liêu chung phụ xa bò rà miên ai kỳ rìu tháp bàn xa bò rà miên ai kỳ rìu bài ព្រោះរូបភាពអាក្រក់នៅក្នុងការបិទការព័ត៌មានឯករាជ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅកម្ពុជារហូតដល់សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំអត់ឃើញមានការព័ត៌មានស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យណាមួយដែលល្អនៅកម្ពុជាដែលប្រជាជនអាចទុកចិត្តបានឡើយទេហើយមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលត្រូវតែដោះស្រាយសូមចូលរួមប៉ុណ្្នឹងចឹងចឹងអរគុណសម្រាប់កញ្ញារងសៃចាប់បានការកត់សម្គាល់ពីសិបិរតនាដែរចឹងដឹងថាតើសិបិយើងណាចំពោះអ្នកដ
nhóm bị cá yêu khơi nhá nè mình có kho bị bong rong sai đại dương miền cá phía phải là bị bộ đời xa tại ai tha chăn năm nít chứ chăn năm đồng bông lại nhóm đo là dữ từ bao chăn nào hay nhóm ở đơn tha nơi không cá bao chăn nào nấng ta đồng nàng riêng nắng cư dân thời ca lẽ sầm mặt lại cả nãy sầm mặt bài na hay dân máu thâm mây thâm màu bàn tay dân đang trầm là thà nơi khôn ông ở bờ chia tháp bàn tay trầm miên sợi ở bờ bòn sợi bờ hụp bạn đại dân khơi thà ở bờ bòn bờ hụp bạn nắng cư dân có sầm có chập bì bì bạn lang từ bàn tay chạy đánh ở nở pe đại đó pe bọt chân áo khi ông ở toàn khơi miên nè na đại ở chỉ ca bạc cụt bạc chèn cho mùi nắng cả nãy bạn ca nằm na pi môn tề hay đại phe khăng bẩm phật nốt, cứ nộp về đại bọt chân nào hay miền cá tay tăng miền ấy máu, nhưng khi anh ta lang dự rộn tay máu đại to bìa bọc máu cồn hay đại dương khơi thành được không bắt chia thập bát tái dương trơ cá ao miên cá bọt chân áo đòi sợi dây trầm đơn đường dưới để thò bàn tay tam là dạ ca sằng cây được bọc nhóm khi khơi thành được không cá bọt chân áo ní mình bấm toàn miên bọc toàn sợi dây trầm đơn đường dưới để thò là lao tì đại dương khơi thành được không nú miên tay chầm nuôn cả nã bạc chán bàn tay mình toàn miên chầm nuôn cả nã bạc đại chỉ ca bạc cụt bạc chèn vì phố đại sa được không cả bọn chân nào nó không bật tay mũi bà dương vậy tha cả nạ bạc bà trắng bộ rốt bà có chỉ dụ bàn tay nó không bà chia tha bà tay cứ kênh như vậy tha chứ ca bà cụt bà chàng chẳng chứ ca bà cụt bà chàng mình mến bà trắng khá nha chia sẽ trời tế chứ ca bà cụt bà chàng nơi ở đồng nàng rì đại nghi xua xâm rạp bộ rốt khá nông ca chờ rớ ai màu căn đồng nàng ai mà đất nôm bà mạo bà chia bộ rốt bàn tay ở dương mơ khơi tha mình trâm tay luôn anh mơ khởi vận năng hay miền rộng bài ca xem xe để an tranh tăng pi ở ông ca giả hạ bạch chi chi đại tam ca sáng kết máu cứ mình toàn miền sẽ đầy tâm tư năng dự để thoát vận tải dân tự tụ ban nữ ở nội dụ rộng trầy mùi đại thâm mầy anh đi chơi ca phía bà áo mùi hay ở nơi khăn ông nụ đá dân mình men tha ạ cả tệ chung phố quạt thà tụ bây chỉ quạt ở bọc chân áo đòi mình toàn tam bà chìa thập bà tay hay mà làng cà nằm này thamay ní tể bàn tay dương mơ khơi thà nơi khôn ông bà chìa thập bà tay dương trời tay cà rục bà chìa bố rọt xem phố xâm lên bà chìa bố rọt xâm khẳng chân nơi bây đài
làng một căn nằm nán phìm phìm chăng su tha ta bà chư bô rốt ta rô tha bị bá ban cờ rộp nơi xâm lên bà chư bô rốt đài rửa tế hai bà sân chí miên xâm lên tha bà chư bô rốt mùi chùm nuôn ai yô prôm khôn ông ta tà tua yôc nơi rô tha bị bá thamay bần tay su tha bà chư bô rốt xanh tiết ta bụ quạt chi chùm này nơi khôn ông bà tế đài tế hay nơi khôn ông nú bà nhìn dây bì bà chư tha bà tay tiết dân dây tà lơ ca rùm lộp sật mà nú dân dây tà lơ tua này tì bà rô tha bị bá đài trơ thơ lang bây chùm nói tất cả bà chìa bò rốt dân trời gồm rụp xâm lên bà chìa bò rốt ca bìa bà chìa bò rốt hay trời tài bằng pinh bằng thai mà bà chìa bò rốt bàn tay dân mơ khuyên tha ở trong bùa ca bò chân áo tiền toàn hắn tiền không miên đại cư bà cô bà chênh hay thay mà tiền xâm lên bà chìa bò rốt mùi chùm nuôn để dân khuyên tha thở bàn bằng bật chào tiệt hay miên ca kịp sẵn con cỡ đôi chìa ca cầm riêng cầm hai xem xem đại dân mơ khuyên đòi rụp hiệp tố đòi mình chăm bạch tha toa tại nẹ nâng chết bạp đi còn nẹ nâng quật chết mơ bởi chìa tha bật tay tự mơ khơi nhỉ mình này tha quật ai mơ đợi phần này khuôn anh sọc toa bàn dâng nơi khôn ông chơi nói ní có dâng khuyên tha dâng mình vi đầm lấy tờ lơ rõ tha bị bà tha quật làng mà thông mây mình chơi ấy được quật mình ai đặt nọp bàn này bàn tay chìa ca sầm đai mà tệ nơi chồng bố dâng chìa dù bởi chôn đài dâng tụ bàn thân đặt nọp thông mây đã toàn bàn tìm khuôn hai hay ở chồng bố thân đặt nọp đài làng mà càng đầm này ông này máu đài dâng sống khâm dâng bà phía thà sống khâm đồng bây ở lớp tích chất ai nó bây đá chô màu càng đầm này chìa ra thà bị bà hay nông chìa dư mông bình kết ca nghĩa ở cổ rộp nơi bà chìa bố rốt ai tam bà chìa thà bà tay thà ở ra thà bị bà chìa nẹ bòm rào bà chìa bố rốt đại dương ở mình mến đam bây ông nát rồi có ở tới ngày cao tứ thua ai bà tệ dương bắt bóng lên sân đập hiệp tệ vì bố đề xa dương ở côn sân đập hiệp sắp ngày chẳng dương phơ ấy chỉ rục hiệp muối ở xa xong nơi đầm lại nơi bị sân đập hiệp chẳng bóng ở côn chẳng chẳng ở côn rõ tình đại bàn được lại dàng bạc vai phép đến chẳng lưu bà thai bì rõ tình đại thà tám ở khai bì bạn hà đại bàn được lại thằng lời chẳng đăng thà ở bạn hà lui được cái gì ở bàn hà chủ lực đại thi vinh đại dương mà khởi thà bàn hà thằng pin ấy cứ chỉ bàn hà đại cầm phong tài đại cả cục mệnh tên được nông ở sân cổ bò dương sập thế này nè chẳng chẳng đăng thà tá ở đã thà bị ma nó cọt cua tài hiệu chất tục đã bẹp na chẳng buông cả đã sai từ lâu bàn hà thằng pin ấy phong đại chạy chào mừng ông cụ sâm rap bắt chụp bon ấy dương khởi thà ông bơ buộc rồi lui tèo ở bạn hạ đây thì cứ miền miền ca can láng hay ở tiếng chấm nón thâm mây nó có can hay chấm nón cha nó có mình toàn đọc sài hỏi khi mà khơi thác bạn hạ muối đại ở khi mà chập rầm hay bạn hạ muối đại cả láng tăng bị khi mà mình toàn chập cầm la rồi hồ đọc khi mà ở đọc bản bốn chín năm đại chỉ bạn hạ nó khang khai của bốn chín năm này khi mà giải pi lo piêng cha bạn hạ nó bơ chia bơ rót miền chấm lúa chấm muối nâng khang cầm hôn khe đi xì đại dương khơi thà ở chung môi nâng nè sợi chia khế nhé nè hay chung po bành hà nâng môi đại chung chung ngò thà chung po ra thà bị ba cha hay quật đực nôm như vậy xàm sập chân em ấy chân là nạt mà hay bẩn tai hạt ấy dương anh giấy ban thà bật tay miên son để phịa tai bành hà tội môi đỏ bò nẹp hôm nơi lò piếng đại quật chu bành hà đầy kli và chia po rót trầm tại roi krusa tệ hạt ấy có dương mình ai đọc sai chun quật bán đấy nè hay đại sầm khánh bật tay dương miên chữ bẩm vì phù đại sa quật chia chùm lúa chia môi nâng cầm hôn ai cái chuẩn bàn tay nơi không tuần để ti chi rồi thà bị bá dương miên tuần tí cứ chui đọc sai cấp bành hà tất cả bật chia po rót tại khiêm khơi bành hà nâng mũi cứ rồi thà bị bá chắc tục ao cao chia đồng ba ứ đại đại rồi lùi đại mình ai chia ba ba nó nên nơi cổ hôn nơi lại nằng hay chấm pua nẹt được non thắm mẩy bánh hà đại tơ mà mới sập thằng ngày ní cứ từ lỡ bánh hà đầy thì bị phù mình tha khang khai cặp bông chân năng rồi cặp bông thom tế nhưng khi tha bánh hà đầy thì cả làng cho ra ẩn chấm pua và chia po rót chấm muối nâng phiệp ký cầm hôn ai cái chuẩn đại dương khi tha nơi bị cào cầm hôn ai cái chuẩn nâng từ tua ba năm nâng bị po rót bộ quạt sợi tai chỉ nẹt miền trộm sầm mặt
chị ốc nhà hay chị nẹ miền xài non thổm chẳng chấm bộ đây thì bộ quát ốc chân ăn tỉ mà nẹ pi hạt ta bơi hạt ta sờ rộp châu khăn tỉ bần ta chị đây thì bỏ bộ quát trong bàn nử dụt để thổ thà rồi bỏ khuôn ái nửa pê đà miền kê mà plon kê mà dô hay hạt ấy quát trừ ở tới to ba cái đây quát trừ chanh cái đây hay quát trừ ở tới tiêm tỉa tàng đài rồi bỏ chị rồi bỏ quát hay nửa khăn ông nụ đá bằng hà ở đây thì mình trâm tại bà chia bộ rốt chú bằng hà xong bây ta sắp tháng ngày ní bằng hà rốt nóng có chú bằng hà đài vì bố chăm khơi cả lãnh khá kệ đã tha chia ở rồi bỏ xa thiệt nã rốt chia cả lại thôn thiên thôn mà chia đây xem vận tải hai đây ban chỉ miền chư mua cầm hôn ai kết chôn là chia bộc cô nâng tất cả cặp vĩnh hai mươi tiết đấy ở chư mua khơi tha bằng hàm bờ bộc rồi lưới rồi thằng ngày ní bàn giấy pi bằng hàm bờ bộc rồi lưới chư mua khơi tha miền tăng pi ở bát gram là hột đó tròn lử đại dương khơi tha ở bàn giấy từ lơ và chia bộ rọt bốc rồi lùi bằng giấy bị bốc rồi lùi miền tràn tầm rống hai dương ai thôi chỉ nói ná mà click luôn có vì anh đang bốc rồi lùi rồi tháng ngày sa riên hay ở bốc mặt đáy bắt đầu chỉ thạo vị ca xâm rạp bốn riên dạ bề buồn chứ nằm bằng tay nó bè đại con trong thơ cổ bốn riên rồi có trong thơ chi bốn ly cổ bét chấm khơi anh ta ở tràn á đại nhảy ta ở trong thơ cổ bốn riên to tầm miền trăm bốn là hay khi chúng ngào mùi thà chỉ cần bùng riêng dân từ bùng riêng xa dân ở ai thà dân chỉ một trai độc bò rập thà bị ba xa thiền nè sầm rạp bầm rạp chỉ bùa rót đây chỉ ở đồng cái tệ cùng ta hai đấy chậm mạch từ ở thà bị cả hay chỉ bằng hà bốc rồi lùi mùi tiệt đại dân mưa khơi thà nó không bỏ bòn tà là cá tăng bị cả thơ ở cả đà tạ nhiên ở ban cả đà sập cầm nát lời ní vi đôi chỉ cả chi bộ bay này á đại dương và chi bộ đội này tham phong quan dây lên thà chi bộ bay này thưa ở cái đà tạ sinh nhật ban rồi có sầm bớt cầm nát trong ấy kê sinh nhật plong đây ấy muối thời tầm miền lôi do tử của bà sinh nhật tư sinh nhật coi ăn lôi vĩnh mà ngày nắng cứ sẽ vào xa thiền á on khang á còn dây hay môi tiết còn dây thà đập pe đại tư quả thà ở sông sinh nhật cả đá đạ thà lôi nâng cả đá nâng quả khơi do cả đà dương sinh nhật mụn nắng chi sầm đấy và chi bộ đội hay chết đây ở bụng mà đại chim to lấy bà thà quạt pra ở trong tư sinh nghề ấy muối quạt tay tại đại lối hay trong chăng lo thà và xa thiền nát bầm ra và chưa bỏ rót đấy chấm nôn khác miên cất lại bay pon riêng được pi pon riêng hạt ấy ban còn tư sinh nghề ấy tích tuốt thử mà mơn riêng rồi có pi mơn riêng có thà bà con mình thôi chẳng té nó bay đặt tới con sinh nghề dứt rồi có thằng ngày nắng kê bị dìa từ thằng ngày sài ở thừa ao tề chẳng mặt trong khơi thà tăng hà bốc rồi lối ní rồi thà bị ba thắm mấy cua tại mơ ở men tén chấm pua bằng hà nắng từ phố đây xa vì mình men ở bốc rồi lui đời khăng khái cứ sang là tha sắp cả lại cứ miền ẩm bơ bốc rồi lui nằng vì phố đây xa ca bầm ra ở sài gòn xa thì là nạn tật căn và chưa po rót ba khơi tận lui chẳng pe đại phụ quạt chưa po rót này ở sơn miền thạ việt ca quạt ở trò sạt chẳng quạt đặt hiến tới từ tua sài gòn nắng pí ở một tray để nơi tam phum sọc tam mồ là than tề hay chấm nói đại cát sầm còn một tiệt nắng cứ bằng hà đây khi nắng ở ra thà bị ba thắm mấy cua tai cả lại mà đọt xài và phố đây xa ta lời ní lộc bay khăng nát bằng hà đây khi bằng hà bộ rồi lùi nó cướp tròn thân lại hào chà bọn ở quân chàng chà ở quân sẽ bị rồi tên là để bàn được lại nhạc bọc mai mình tên hai cậu bàn lực chỉ ưu tiêu hộp sẽ đây là bây giờ nè đạp gọt bàn bàn mơ khơi nhà căn tài chế phòng này chàng nếu chàng có chào bàn ở cả có xong cô ở lòng bì cả nhà rong xài đây chàng đứng tha ta ta trong phố ở bàn hàm bơ bốc rồi lùi có đôi chìa cả đồng lục bằng phiên đầy thị lý ní đây đôi chờ sẽ bị bàn lực lăng chân dựng bàn khơi cả đồng lục bằng phiên đầy thị lý có đôi chìa bơ bốc rồi lùi ní có chả này hay cả đồng lục bằng phiên đầy thị lý ní ở dân có khơi hay ở tiền đầy bó rò tiền đầy bó ai cái chân đầy bí chìa bó rò nó có trọc bàn kê đồng lục bằng phiên đầy chân chân năng bì cả nhà rồng sai thật á rò thà bị bà thông bây nó khuất cụ thể thật bạp ná đồng bây giúp cho tất cả đọc sài từ lời bà nhà thật bình bộ đại sản ខ្ញុំសម្រាប់ជាយោបល់ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំតើតាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្មីមួយឬប្រព័ន្ធដឹកនាំចាស់ហ្នឹងមានចាក់ស្រេះច្រើនរាប់សិបឆ្នាំមិនខុសពីផ្សេងពេញនិយាយទេប្រព័ន្ធដឹកនាំចាស់ហ្នឹងមានតាំងពីមុន
ពេលដែលពួកខ្ញុំកើតពីព្រោះពួកខ្ញុំជាក្មេងចំនួន2000ឆ្នាំ2000ហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់បានដឹកនាំប្រទេសយើងនឹងរយៈពេល30ឆ្នាំជាងចូល40ឆ្នាំហើយហើយជាងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធដឹកនាំវិញបើសិនជាប្រព័ន្ធដឹកនាំមានអំពើពុករលួយនឹងប្រកាសជាមានអំពើពុករលួយតាំងពីថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតដល់ថ្នាក់លើជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិហើយបើសិនជាប្រព័ន្ធដឹកនាំនឹងបន្តតម្រូវឲ្យមានគ្រឿងញៀននឹងប្រកាសជាមានគ្រឿងញៀនពេញទីពេញប្រទេសហើយបើមានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីពេញប្រទេសហើយបើមានការប្រើអំពើហិង្សានឹងប្រើអំពើហិង្សានឹងក៏ពីពេញប្រទេសដូចគ្នាហើយរំលោភបំពានដីធ្លីនឹងបើសិនជាប្រព័ន្ធដឹកនាំនឹងបន្តតម្រូវឲ្យមានការរំលោភដីធ្លីនឹងប្រកាសជាមានការរំលោភដីធ្លីទូទាំងខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនឹងมันអាចធ្វើតែថាដោះស្រាយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរធ្វើតែក្រសួងមួយធ្វើតែក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មឬក៏ក្រសួងបរិស្ថានអាចដោះស្រាយបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបានឬក៏ធនធានប្រៃឈើអីបានទេតើតើដោះស្រាយប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនឹងបានប៉ះសិនបើនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ឬក៏គ្មានការកែប្រែគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេនៅទទួលយកការអនុវត្តតាមគោលការណ៍នយោបាយចាស់ឬក៏ប្រព័ន្ធដឹកនាំចាស់ដដែលបញ្ហាដែលមានកន្លងមកនៅតែបន្តកើតមានឥឡូវនឹងទៀតហើយក៏នៅតែបន្តកើតមាននៅថ្ងៃអនាគតទៅទៀតអពុះអត់មានមនុស្សមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចង់ដោះស្រាយទេហើយខ្ញុំគិតថាគួរតែមានដំណោះស្រាយខ្លះខ្លះដែរដើម្បីចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងដូចជាការផ្សារភ្ជាប់នៅតំណែងអន្តរជាតិរវាងប្រទេសតរៃរវាងប្រទេសដែលគេប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរវាងប្រទេសលោកសេរីឲ្យបានច្រើនជាងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិបដិការឬក៏លទ្ធិកុម្មុយនីសពីព្រោះគោលការណ៍របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកុម្មុយនីសជាមួយនឹងប្រទេសផ្ដាច់ការទៅដូចជាប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការផ្ដល់តម្លៃឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងច្រើនជាងហើយល្អជាងហើយមានការបង្កើតច្បាប់មាននីយការពារប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានល្អជាងអញ្ចឹងហើយយើងគួរតំណែងតំណងឲ្យបានល្អឡើងវិញពីកន្លងមកឃើញមានរកម្មរកោសច្រើនមែនតើហើយបញ្ហាជាច្រើនទៀតដូចជាការបង្កើតឲ្យមានតឡាការឯករាជ្យអីជាដើមកន្លងមកយើងមិនដល់ឃើញអ្នកក្រទទួលបាននៅការឈ្នះក្តីទៅលើអ្នកមានទេកុំអត់ដែលខ្ញុំមិនដែលឃើញទេតាំងពីខ្ញុំកើតមកហើយមិនដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដីឃ្លីនឹងឈ្នះអ្នកមានអំណាចទេចា៎អាចសុំបន្ថែមបន្តិចទៀតលើសពីនឹងទៅទៀតក្រៅពីតឡាការឯករាជ្យទៅក៏គួរតែឯករាជ្យផ្សេងផ្សេងទៅលើយោធាទៅលើផ្នែកយោធាទៅលើប៉ូលីសទាហានអីជាដើមដែលគាត់បំពេញតួនាទីរបស់គាត់កុំឲ្យគាត់បំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើមន្ត្រីអ្នកមានអំណាចឬក៏អង្គការឯកឧត្តមឲ្យគាត់បានបំពេញតួនាទីក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះកំរោឃើញប៉ូលីសទាហាននៃយោធានឹងគាត់ពេលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាជាមួយអ្នកមានអំណាចនឹងកំរោឃើញគាត់កាន់ជើងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គេហៅថាជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋដោយចេញពីចិត្តរបស់គាត់អាចថាមកពីគាត់រងតាគៀបង្កត់ឬក៏អាចមកពីការគ្រប់គ្រងពីអ្នកមានអំណាចអីជាដើមហើយគម្រោងមានឯករាជ្យភាពចំពោះប៉ូលីសទាហានឬក៏យោធាគេហៅយោធាហ្នឹងពីព្រោះយើងឃើញមានទូនាទីច្រើននៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់គាត់ពេលខ្លះប៉ូលីសផងគាត់ពេលថ្ងៃហ្នឹងគាត់បំពេញទូនាទីទៅពេលយប់ហ្នឹងគាត់ទៅយាមផ្ទះឲ្យអ្នកធំអីជាដើមអញ្ចឹងហើយវាប្រកាសជាមានលំអៀងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការទទួលផលប្រយោជន៍ហ្នឹង
lùm yên kia hay cả nổ vọt bà quạt nâng có lùm yên tờ tàm nâng tờ viê chìa thiệp ảnh dụ tệ thua khả lăng bóng phó bà bà chìa bà rọt đô nơ khả nông bà tên mùi nâng. Chẳng chả chẳng lưu bà thay vì cái nhà rong sai đại thả ta ca cầm nọt chùm nôn sạch trầy chìa ដឹកនាំនៅក្នុងឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងដឹកនាំមួយក៏ដូចជាការកំណត់ចំនួនយុវជនដែលយុវជនទាំងបរិបទទាំងស្ត្រីហ្នឹងយើងក៏មិនឃើញថាយុវជននៅមានចំនួនតិចនៅក្នុងឋានៈដឹកនាំដែរអញ្ចឹងតើការកំណត់ចំនួនស្ត្រីក៏ដូចជាការកំណត់ចំនួនយុវជននៅក្នុងឋានៈដឹកនាំហ្នឹងសំខាន់ណាស់ទេចា៎ កំណត់ចំនួនយុវជនក៏ដូចជាចំនួនស្ត្រីនិងពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងពីព្រោះការអនុវត្តដែលមានត្រឹមតែពួកតំដីមានត្រឹមតែការប្រកាសរបស់មនុស្សណាម្នាក់ជាបុគ្គលណាម្នាក់នឹងថាចង់លើកកម្ពស់ស្ត្រីចង់ឲ្យស្ត្រីចង់ឲ្យយុវជននឹងមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារបំពេញភារកិច្ចថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិអីជាដើមនឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះកន្លងមកយើងឮហើយប៉ុន្តែអត់មានការអនុវត្តទេហើយ
tích tích khăng mình tên bởi bệnh thiệp cho mỗi nông bộ đó. Đói xa tại miền xã tầm khăn hai tư ban chia dương thưa ca lạp sắp xa tốt xa nạ rồi bỏ dù vụ chôn rồi có bác cao chỉ tầm thi đã bắt đầu là ca ở dù vụ chôn đó là sạch trầy ếp xem xe nhờ khăn ông ca bà chân mà tại dù bỏ bọc luôn ai nhờ khăn ông ca lược chia cùng nất lược vì dù bỏ bọc luôn ai bà can sẵn cung năng hay dương nơi tình dây tật đá không thuộc nơi dây tràn đoàn hay sâu của lòng máu rồi có ca chô cầm tư vụ của lòng máu đại ai mình ca ăn đồ vọt nơi bộ bọn chá lạc mùi nơi khăn ông ca riêng trong đôi chỉ ca chô chú mua bó chân nào đại dị đàm ở miền bộ bọn là đại nhưng ai cho rô bàn tha lệnh mùi miền bỏ rò lệnh pi miền bật trây lệnh bay miền bỏ rò lệnh muôn miền sật trây anh chân dương bật to như chá lạc tăng tỷ lửa đau kram công tơ tự ách ăn đồ vọt ha ăn đồ vọt tới ai miền chuẩn nguồn sật trây nâng ở xe màu nâng bỏ rò đài to tạp bạc cát nâng nông tố ca chấp bạp tàm bà đoàn tự ách tình nịa ban khá lạc tha nâng ách chô rùm đó là cả đó sẽ trai được coi dù với chôn bàn tình nghiệp bàn khá năng mình bật có thay dương ảnh vọt bàn cuộc cháy bàn tay viên năng lọ bà ta làng thì tùm rập tạch bọn này đã dương của công ta chú bật tè chả chẳng chẳng ốc con cả nhà răng xay là bàn được làng này chẳng khăn ưu dàng có bọc mai đồng bài ơi nè sẽ đọc bỏ dương quạt bàn dụt đằng bật thang phòng này chẳng ở bốc mai bóng bôn thì mệt rách có ai được làng chia xâm nua cả đôi chì ai khó chô rùm được không cảm thị bỏ dương phòng này nên khi ông lực làng nơi mà tự dụt bóng cả đôi chì xâm nua bỏ bóng bôn được không cảm thị bỏ dương phòng này chẳng chả chăng lưu bật thang vì dịch bệnh rốt nào vì đời xa dự bàn được làng bánh hạ chứ chẳng hàng lời chẳng chăng đăng thang ta biến bánh hạ nạp xin tiết đại dương cơ tha chứ bánh hạ chẩm bốn đại đọc thai bị bạc thamay đi cô tài dọc chất tục đạc lăng mình tên ạc ạ chì phốt bán hả? Chà bồn, chú bố tam này khi ông mơ bòm yên hay tam dạ ca sống kết nhưng hình thà cao bị bánh hạ đầy thli bánh hạ ông bơ bốc rồi lối cứ chẩm bốn khăn là lỡ cứ lịch thơ lô thơ lơ ca cắt ở đồng bọn thuần thiên thông một chiếc tự ao ở cổng hôn này cái chốn này rồi thả bị bá của tài tài mơ lang vĩnh hay chia bánh hai chấm bọn đại thời tại đọc xài vì bố ở bà chấm bọn ní mình thả nơi cả lành đôi dường đăng thamay đôi chìa ở nơi có công kháu ở miên ca cắt ao từ khang ốc nhá lý dùng phát ở căn cặp đồng bày áp hì vọt hay ở nơi khăn ông nú mình trông tại cả lãnh bần năng ấy chỉ bằng hà môi tiết đôi chỉ cả lục bằng cả cặp lãnh bây chờ chúm chung ngon môi thà ở áp hì vọt chăm mạch ấy trừ cặp bây chờ hay áp hì vọt chăm mạch ấy trừ lục bằng đại chi cả lãnh thuần thiên thông một chiếc đại bố rọt pra rộp sập chân nằm to bị đôn ta màu hay chị bánh hà đại khiêm khơi mùi tiết đá khăn mình tên từ lời ca ở rùm lốp sất sợi phiếp này ca bình chênh mà tệ ở bọc bà chìa bố rọt tên nâng ở dụ chân đại dương khơi thà bà chợ bón dương can lật thị bà chìa thà bà tài
ប៉ុន្តែចែងនៅក្នុងច្បាប់មកប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឲ្យទៅពលរដ្ឋនិយាយអីតែបន្តិចប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកធំទៅលើរដ្ឋាភិបាលហេតុអីពួកគាត់ទៅជាការប្រមាថទៅជាបត់ញុយញងការក្បត់ជាតិអីវិញហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញมันអាចដោះស្រាយបានតាំងពីខ្ញុំកើតមកគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលយើងមើលឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់លើមានច្រើនអ្នកបម្រើការងារទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែចាប់បានរាល់ថ្ងៃមានការជួញដូរច្រើនជាងការខ្ញុំនៅតូចទៀតរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយជាការកត់សម្គាល់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលឡើងមកខ្ញុំឃើញថាគាត់រឿងពិបាកបន្តិចហើយពីព្រោះដោយសារតែតើបតែឡើងការតំណែងថ្មីថ្មីហើយបញ្ហាវិញជុំទឹះពិបាកក្រោមរហូតទៅដល់ជន់លើគឺសម្បូរទៅដោយបញ្ហាហើយដែលយើងឃើញថានៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាលោកជាប់ឆ្នោតដោយសេរីពហុបកឬមិនទាន់សេរីពហុបកក្តីប៉ុន្តែធ្វើម៉េចលោកជារដ្ឋាភិបាលហើយឡើងមកកាន់តំណែងហើយអញ្ចឹងលោកគួរតែមើលពីការដោះស្រាយជាចម្បងពីព្រោះដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសយើងគឺរងខ្លាំងមែនទែនទៅលើការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលអភិវឌ្ឍទៅជារីសតទៅជាកន្លែងស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់បុរីអីផ្សេងផ្សេងយើងដឹងហើយថាចំពោះការអភិវឌ្ឍអ្នកណាក៏ចង់បានឲ្យប្រទេសខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍដែរអ្នកណាក៏ចង់បានផ្ទះធំធំនៅឡានល្អល្អជិះដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះការអភិវឌ្ឍគឺពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានពលរដ្ឋនៅកន្លែងដែលត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍពុំទទួលបាននៅមានន័យថាទទួលបាននៅប្រយោជន៍ទេគឺយើងឃើញថាអភិវឌ្ឍយូរយូរទៅកើតតាវិឡាកើតតារីសតរីសតចង់100កន្លែង20កន្លែងគឺមានឈ្មោះតែម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសួរថានៅពេលដែលអភិវឌ្ឍឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍកើតរីសតកើតបរិយកើតផ្ទះសំណាក់កើតខុនដូយើងឃើញថាជាប្រយោជន៍គឺបានទៅលើតែបុគ្គលហើយដែលជាការមើលឃើញថាបញ្ហាមួយនេះរដ្ឋាភិបាលឲ្យអភិវឌ្ឍក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពលរដ្ឋគឺជាប់នៅបញ្ហាអយុត្តិធម៌ពីព្រោះដោយសារនៅពេលដែលអភិវឌ្ឍយើងត្រូវការឲ្យកន្លែងហ្នឹងទៅឯកជនកាន់កាប់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានផលថែមទាំងពេលខ្លះគឺទទួលបាននៅការរំលោភបំពាននៅសិទ្ធិសេរីភាពនៅដីធ្លីហើយទាំងមុខរបររបស់ពួកគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការលំបាកដូចយើងមិនចាំទៅមើលកន្លែងណាឆ្ងាយទេដូចជានៅបឹងតាមុខអភិវឌ្ឍពីមុនជាបងហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាស្រ័យផលនៅទីហ្នឹងប្រកបមុខរបរនៅទីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានការអភិវឌ្ឍត្រូវតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីហ្នឹងគាត់រើទៅកន្លែងផ្សេងសួរថាប្រជាពលរដ្ឋមនុស្សដែលគាត់រស់នៅសប្ថ្ងៃកន្លែងហ្នឹងគាត់ធ្លាប់រស់នៅសុខស្រួលគាត់អត់ចាំបាច់ទៅធ្វើការនៅអាណាឆ្ងាយគាត់នៅតែកវិចកវិចហ្នឹងគាត់បានមួយថ្ងៃ 4-5 ម៉ឺនសម្រាប់ចាយវីចិញ្ចឹមគ្រួសារតែដល់ពេលយើងឲ្យគាត់ទៅនៅកន្លែងផ្សេងហើយមានពលរដ្ឋដែលគាត់ត្អូញត្អែរច្រើនថាពួកគាត់ពិបាកក្នុងការរស់នៅហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍដោយត្រូវការលុបបង់ឬក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រើយើងឃើញថាមានតែម្នាក់ឈ្មោះដែលជាអុកញ៉ាមកកាន់កាប់កន្លែងហ្នឹងមកធ្វើបរិយហើយនៅពេលដែលធ្វើបរិយបានសួរថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អត់ហើយរស់នៅកន្លែងហ្នឹងគាត់មានលុយទេទៅទិញបរិយមកខ្នង 3-4 ម៉ឺនដុល្លារហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាបញ្ហាដែលលេចធ្លោថែមបន្ទុយពីការដែលត្រូវជំនះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីកន្លែងអភិរក្សចេញពីកន្លែងបឹងបួស្ទឹងដែលយើងត្រូវលុបហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺរងការពិបាកអត់ឃ្លានជំពាក់ធនាគារទៀតត្រឹមតែក្រមួយមិនអស់ចិត្តទេថែមទាំងជំពាក់ធនាគារថែមទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយថាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍមានសន្តិភាពប៉ុន្តែយើងឃើញថាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍការហឺហាលោឆាយទៅលើតអ្នកមានទេហើយជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងគួរតែមើលសរុបមកវិញបញ្ហាដែលយើងឃើញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវតែដោះស្រាយនោះគឺយើងមួយទៅលើដីធ្លីហើយពីរទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយពីការបម្រើសេវាសាធារណៈទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលជាចាំបាច់ណាស់
ពួកបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនគឺប្រឈមខ្លាំងទៅនឹងគ្រឿងញៀនហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺទៅលើធនធានធម្មជាតិដែលយើងឃើញថាសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដែលបានបាត់បង់អស់ជាច្រើនហើយហើយឥឡូវក៏នៅមានច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏ចង់រដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកមើលឲ្យ ជួយដោះស្រាយផងថាទៅលើធនធានធម្មជាតិរដ្ឋគួរតែមានការអភិរក្សជាងមុនហើយបង្កើននៅការអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងដោយកាត់បន្ថយការកាត់ទៅឲ្យឯកជនជៀសវាងការអភិវឌ្ឍណាមួយចេញពីឯកជនគឺត្រូវបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិត្រូវបំផ្លាញដើមជម្រកសត្វព្រៃដែលជាធនធានកម្រត្រូវបំផ្លាញទៅនឹងចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែល ពួកគាត់ត្រូវការស្រ័យផលត្រូវការរស់នៅប្រកបដោយជីវិតដែលយើងគិតថាចង់បានជីវិតដែលយើងគិតថាចង់បានជីវិតដែលគួរតែអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការនិយាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនៅ3ចំណុចដែលបានចែងនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យថាត្រូវតែមួយគោរពទៅលើប្រជាពលរដ្ឋពីរទៅលើការបំពេញបន្ថែមជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយទៅនឹងការការពារប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលថ្
tới lơ bựu pô rốt pụo quọt cứ nơu lụm bạc nà lai tê chăng rọ tha vị bạc thmây cua tae kalech hai chô ruom đọh srai pạnhha đai kaat miên pachabon ni tới tam lattaphiep co đôi chi prang praeng bomra bựu pô rốt hai sangkom tha bựu pô rốt nưng tụ ban thna đực nua muoy đai lọ đai chi krop pịch mọ bomra pụo quọt đai bẹh đong smọh trang phong đai cha a kun bong ចា៎អរគុណសិពិរតនាដែលបានលើកឡើងរបស់ក្បាយខ្លាំងមែនទែនចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏ចង់លើពីកញ្ញារងសាយដែលតើកញ្ញាមានកសម្គាល់ឃើញថាមានបញ្ហាដតីផ្សេងទីក្រៅពីអសិទ្ធិពេជ្រក៏បានលើកឡើងទីចា៎អឺអរគុណស្រីពេជ្រក៏លើកឡើងល្អច្រើនហើយដែលខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែបន្ថែមពីលើគាត់ខ្លះទេ អ្វីដែលជាបញ្ហាចោតបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះហើយយើងរស់នៅជាមួយវាតែម្ដងគឺសេដ្ឋកិច្ចដែលទំនិញសប្ដាហ៍នេះមានការឡើងថ្លៃខ្លាំងមែនតើមួយធ្វើជា២ជាក់ស្ដែងយើងស្គាល់សារពីមុនឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2020មកគីឡូត្រឹមតែ2000រៀលឬក៏2000រៀលទេតែមកដល់ ឆ្នាំ 2023 នេះស្គាល់សារឡើងដល់មកគីឡូ4000ទៀតវាជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅហើយពិបាកនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃការចាយវាយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចំនួនតែគាត់មានសមាជិកច្រើន 5-6 dân tự tư có đại thằng vì chúng ta rung chùm này cho rộ bò ở vị phục lục mùi chùm này tôi đại đại bạc quân mà đòi bởi tế Campuchia bằng tay bởi dương vị phía mơ tử kim khơn có xuống rồi có thả bàn bôn đà nâng quạt bạc cả chia xa thiền mạng hai thang không chứ nằm bị bôn mập hơi bây nhưng tự tư bàn cả bằng bôn nâng tràn chương môn quê đòn hay miền này tha trại chùm nâu rồi có chưa phép bởi bỏ chư bởi vọt nâng rung nâu bán lọ bà xa miền ca rì chùm ràng miền ca áp vọt khi ông xong tràn cho chùm bù ca lực lăng chia xa bạp ní rồi có miền ca vô chùm lắm là thông mùi hai vì vô ca tà lăng bôn đa nâng mình mên bà cót tha bà chư bởi vọt rung nâu khăn bà tê nâng hạ cổng bông tại rì chùm ràng cổng bông tại rốc xì miền bàn cổng bông tại miền lùi hô chô cục trông rô xa nô tê vì vô bọn đà càng tài lãng tùm nâng càng tài lãng thái chi phép đã bỏ bởi chìa bởi rốt nâng càng tài thẻ cho vụ ca rôn nơ bởi chăm ngay viếp xa cho tên nâng xong bởi rẻ tên nâng tùm nâng tầng ớ nâng
ຈັ່ງເຮົາຈະເຮັດຫຍັງຕໍ່ຕໍ່ການຕະແຫຼະປົນດາໄວ້ເດແຕ່ຖືឲ្យຊີພິບຂອງປະຊາພິບພົດນັ້ນຮູ້ໃນລະອໄປຕາໃຫ້ກົດມີສູນໃນក្នុងການຕຶ້ງຕຸມເນງឲ្យໃສ່ໆສໍາລັບການຕໍ່ປາປາກົດກົງຊີພິບຂອງກົດປະຈໍາថ្ងៃນັ້ນ ប្រកបរបរផ្សេងៗចំតាត់ដាំដំណាំឬក៏សេចក្តីតាដែលធ្វើនឹងពិបាកជាងមុនទៅទៀតដែលពិបាកនៅក្នុងការប្រកបរបរផ្សេងៗចំតាត់ដាំដំណាំឬក៏សេចក្តីតាដែលធ្វើនឹងពិបាកជាងមុនពីព្រោះដំណេញឡើងថ្លៃជីឡើងថ្លៃបន្តត្រូវកនឹងធ្លាក់ចុះថោកជាងមុនឬក៏តម្លៃនៅដដែលនឹងមិនអាចយកទៅប្រៀបធៀបគ្នាបានឬក៏គេហៅថាធ្វើឲ្យអត់រួចខ្លួនទេអត់បានចំណេញទេចំពោះកម្លាំងញើឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាបញ្ហាមួយហើយខែ
បន្ថែមលើពីនឹងទៀតទេចា៎ចា៎ចា៎ចា៎អរគុណអឺចាំលើអំពីអឺសិពិរតនាវិញដោយសារតែមុននេះវាបានលើកឡើងពីបញ្ហាអត់ដែរបានបន្សល់ទុកតាំងពីរដ្ឋាភិបាលចាស់រហូតដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះហើយក៏បានលើកឡើងពីថារដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរតែយកចិត្តដោះស្រាយបែបណាដែរអញ្ចឹងចង់លើពីយុវជនវិញដែរថាយើងឃើញថាយុវជនគេតែងតែលើកថាយុវជនគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រទេសជាតិគឺជាស្នូលកម្លាំងស្នូលនៃប្រទេសជាតិអញ្ចឹងតើយុវជនក៏ដូចជាម្ចាស់ឆ្នោតគាត់គួរតែអនុវត្តបែបណាដើម្បីគាត់ធានាថាការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺបានប្រកបដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាបានគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិជាតិបតីចា៎បងចំពោះយើងជាយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញថាយើងនិយាយក្តែងក្តែងខ្លួនឯងថាយុវជនជាឆ្អឹងខ្នងរបស់ប្រទេសហើយដល់ពាក្យលេចធ្លោមកទៀតនេះថាយុវជនជាទំពាំងស្នងរស្មីនៅក្នុងនេះដែរយើងដឹងឲ្យថាហេតុអីបានយើងផ្ដោតថាទៅលើយុវជនជាខ្នងឆ្អឹងរបស់ប្រទេសជាតិដែលជាផ្នែកមួយជាធាតមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនទៅមុខពីព្រោះយើងដឹងហើយថាទាំងយុវចាស់មិនមែនយើងផាត់ចោលថាពួកគាត់មិនអាចជាកម្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍបានទេប៉ុន្តែយុវចាស់យើងដឹងថាភាគច្រើនពួកគាត់សិតតែជាមានវ័យចាស់ជរាពួកគាត់មិនទទួលបានចំណេះដឹងទូលំទូលាយដោយយុវជននៅសម័យនេះទេចា៎ដែលយើងឃើញថាយុវជនសម័យនេះគឺយើងមានឱកាសច្រើនក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាផ្សេងៗបានលឿនហើយឆាប់រហ័សហើយដែលកត្តាសំខាន់ណាយុវជនត្រូវតែចូលរួមហើយគួរតែកលែកមកតាមដានទាំងនយោបាយទាំងបញ្ហាសង្គមដែលកើតមានទាំងជ្រុងរដ្ឋាភិបាលទាំងជ្រុងប្រជាពលរដ្ឋហើយទាំងជ្រុងអ្នកផ្ដល់សេវាសាធារណៈអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសមួយសង្គមមួយដែលយុវជនមានការលេចធ្លោទៅលើការតាមដានទៅលើដំណើរការនយោបាយរបស់ប្រទេសតាមដានទៅលើការបម្រើសេវាសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដ្ឋានទាំងថ្នាក់ជាតិទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលយើងក៏លេចមើលធម្មតាជាយុវជនយើងជាអ្នកមានចំណេះចេះដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញបញ្ហាអស់ហ្នឹងយើងលើកឡើងទៅលើរដ្ឋាភិបាលយើងស្នើយើងរិះរកគ្រប់វិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបម្រើក៏ដូចជាប្រតិបត្តិទៅលើទូនីតិរបស់លោកសំស្របហើយអាចបំពេញទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះយើងដឹងថានៅក្នុងសង្គមមួយបើយុវជនឡើងតែសុបាយឡើងតែផឹកស៊ីជក់ថ្នាំសមោទៅក្មេងទំនើងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសនោះទោះបីជាមានសន្តិភាពមានធនធានធម្មជាតិច្រើនក៏ពពកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថ្ងៃណាមួយមិនខុសពីគ្រួសារដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយទទួលលុយពីឪពុកម្ដាយយកមកចាយតែមិនចេះចាយមិនចេះរត់ទុកមិនចេះដាក់យើងចាយចេះខ្ជាយចាយវានៅថ្ងៃក្រោយយើងនឹងរលាយគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដែលយើងតពីឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមដូចគ្នាដែរក្នុងប្រទេសយើងដឹងហើយថាយើងតែងតែនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាជាតិអាឆានយៈមានធនធានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងធនធានធម្មជាតិធនធានរ៉ែប្រេងហើយមានប្រាសាទអង្គរវត្តមានប្រាសាទជាច្រើនដែរដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យប៉ុន្តែសួរថាយើងនៅក្នុងខ្លួនយុវជនសពថ្ងៃនេះយើងមានមោទនភាពជាតិច្រើនដែរឬទេ
bà nị dây tờ lơ chú vụ chân đài miên mô tà nạ phiếp chia tiết cứ phía chán nơi bê đà riêng trẻ hái rô ca nghe thơ trên trăm cổ xa bòm ra ca nghe đài thua ai khuôn ai miên chỉ vật bàn tay dương click tận mùi thà nơi khăn ông sống cung sọc tháng ấy dương trơ ca nà cư chỉ vật thoải thân ông đài chỉ vật thoải thân ông nó mần mến miên trâm tài tè miên trâm tài lan miên trâm tài trọp sọc mặt cả đài khuôn tỷ chỉ dù vụ chân cư dương trơ ca xoay rộng nơi chỉ vật thoải thân ông đài ruộng nơi bọc gọp đòi mà chật than đài bà tư chuyện mần miên ca rầm lộp sật mần ông mần miên ca kênh bảo vang mần miên cử rừng hiên mần miên ông bơ ai dụ tử thoa cụm chân thân ạ đài dương trơ ca từ lấy mau tuần đầu tiên được bao nhiêu chun đại trời đã cho rung cánh cang lên sông cung hạt ấy ban nhiêu chun sông khăn khăn lại sao lại sông khăn đại nhiêu chun mà cho rung vì bộ đại sa tại dương đang ngày thả nơi khôn ông bập xém xém dương miên sức được khôn ca bằng trên mà tệ trên nơi bây đã miên công nan nhiêu chun từ lấy mà mơ bị bằng hà sông cung mà tam đan bị bằng hà nội bái mà tam đan bị chấp bập được bao vật tế hay tam đan ca thua ca được bao đạo tháp bị bát chân sầm lên bao dương địa bị muối lang đo mà rối bị mà rối tật đo khnê chà lan lơ tiết chân ra tháp bị bát nâng miên ca khai đại dương lơ lang mình phật bị phun tam mài đại dương khơi tháp bên nút nhiêu chun chà lan mình tết đại sơn lánh cả lánh thuần thiên thông mật chiết phun tam mài dương sơn lánh khang chân nộp bê đại dương khơi ở miên ca cặp chia ca cặp bẩm phan pre chơ cả vì bọn mũi đài mình sọc chất dương nom khnhiu pratakam tiếng social media tiếng toa chúng thua ở thập bị ba khát hơi nóng dột một cái bị chăn nà lang vinh thả ô ban thua kho từ lời bị chia bồ ra đây chúng nơi khăn ông nút dương khơi thả cầm ná nơi ca lên social media nơi ca được tụ ban bỏ miến cứ dụ vật chốn chia ra chieng dụ vật chả đây ở dương khơi thả ba chục bọn ấy tùng nơ khắng ở miền social media cục cảm thấy thì là dương ai lên bàn chẳng người thà chụp bôi dù một chốn dương cô tái hiên lực láng hiên này dày vì bố dương đang ai thà ro ca lực láng này dày ấy mũi dương miên cầm nứt cướp còn dương miên bò là miên cướp còn đại ai ở dương cần bị trả nà thà ô bà sân dược khiêm trong lực láng bị bằng hà lo piêng đại bà chưa bố rốt chụp bằng hà chỉ dù tại dương trời ro ấy dương trời ro bò là miên hay dương trơ tam đan bò miến bị đám rồi hôn mà đo tìm chấp rồi hôn đo bạch chấp bon hà vì miên rừng ấy cắt láng chấm muối nè tì cái lạnh nè dương ai bị phe rồi bành hà bản nên chia sầm chấm nơi sầm khán rồi bò dù bị chuẩn đại chứ khăn non cho ăn rồi bò bờ tê chìt hai mũi tiệt đại dương khơi thà rồi tháp bị bá thua cá hạt ấy dù bị chuẩn thở tài chìt nè sải trơ chân nè tìm tiền bị pro dương đang ngày thà nơi khăn non cả ở bờ chia tháp bờ tay dù bị chuẩn bạch chấp bon dương miên ở cả nơi khăn non cả sắc sa riêng sốt bàn chản chúng nó bê đại dương an cho bà dương an nơi chúng nó xinh xinh đắng dương mình chưa tiếp tới căn bộ rộn một lượt hàn thà ô đừng không bây giờ thập bát tái bộ rộn ở thời đặc tu ban chúng nó quan phi sủng công ban ni ban ni hai dương đắng chúng nó từng ao nắng ở đó chỉ bỏ miến tới căn nẹt nơi một hàn bỏ dương lại còn đắng đội dương hai dương chia mình lấy thà thân nặng đặc nòm mùi đại ai đặc nòm ao phụ quạt nắng mau còn lấy pika bấm ra sẽ vào sa thiên á tôi chúng rối như áo bộ rộn miên chúng nửa chất thà ô nửa không hạ cùng chiếu miên dù bị chôn này quật chết đằng chẳng ở nó bề đại kề rầm lộp ấy bộ quật đằng miên khăn ông bằng ai ai tha chỉ dù bị chôn này ai đặt non sầm lên tại đó rập tháp bị bát hai ao rập tháp bị bát bằng phanh rồi chầm nơi khoác hạt rồi bò dường chẳng nơi khăn ông ní khơi tha dù bị chôn sầm khăn khăng mình tén đại dương chỉ dù bị chôn mình mén trầm tai sập bài hư hà tế dương miên tôn được ti sầm khăn khăng nè hai miên thiệt sầm khăn khăng nè nơi khăn ông bật tay áp đi vượt chẳng sầm không tha dù bất chân từng ọc nghĩa nâng cẩn lệch mà tạm đàn bị bằng hà sông cúng bị ca thương ca đã bỏ rơi rốt tháp bị bà bị nửa dô bài nửa khăn ông sọc tạm đàn cực cẩn lãnh đại dương ai bằng chân mật tệ dương ai thua với cực giáng chôn tại đó bị chia bồ rốt đại dương cùng ai ở kịch phật bị ở biệt thà dù bất chân cứ chia tùm bèn xa nông được xây chân dương đang ngay thà tùm bèn xa nông được xây mình mẹ tóc ai tùm bèn rồi lưới tơ ca được xây thế dương thử tại sao tất rư xây ở tùm bèn nâng ai là ó làm bây ca chia rư xây đời rừng môn đại dương ai tơ bòm ra thua ca ấy ai miên bà sơ tập hiệp tự thân ai cà rai phòng đài chá áo côn luôn chá áo côn đã xếp bị rốt tình ạ đại bàn lực giang ở giang bọc bài hay ở giang ở lùm ẩn mình tên chá ở trong bàn ca có xong có bị cái nhà rong xay đại thật táo dụ chôn khót cua tại chô ruộng bạp na nạc nông cái ca nghe này dụ bàn cái đôi chìa cái ca nghe xong công là bây thân nghe thay rốt hai bị bá bà ạ đồng vật tại tạm lực thiếp chưa thể bật tay cái đôi chìa ca có rụp sật mà lúc này đại chàng chà cái bị
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ nếu miễn trên được làm tiếp là dù chôn còn ai thuở ban đôi có ai cho rùm ban đôi chì cả đại dương ai tự ăn vật to đôi có tự riêng tự sắc sang ra chữ to là tam xã cung đồng bọn xem đại có phong chùa bật tên là bánh hà niên nia đôi chì bánh hà đầy thư lê cả rùm lục bình quyền tự lơ thuần thương hòa mà chi chư vẹn chồng mô hư có tam đồng bọn phụng đại nếp xem tự tiết nâng đại có phong tái chùa bật tên là bánh hà nâng cả lòng máu ai nâng bên đại chung là đại thay hạt ấy có phụ dương chỉ dù chôn khóc ai đăng rương tràn bởi lại đăng khát nâng nâng khát nâng đăng tham miên bánh hà đầy thư lê nâng cả lòng nâng cả lòng nốt tầm lái nâng cư phụ dương đào tràn phụ dương tự ăn vọt tự mơ to bán tràn hay ở vậy đã trong lực làng nó bên đi ở nó về đại bộ dương tới mình sẽ chỉ miền ta từ tua xa cùng từ sầm nạ mình trai ruột nó về từ sầm nạ mê khung với lấy rồi có ở nhà kho nó đầm bon đang từ thị tràn đang tràn tại mà đánh bộ dương rồi có mình giới tha bộ dương đang từ ăn sập rồi co từ đó khi mình cả anh nhạt ấy chị đam hay việc tôi pin rót thật thon một mình nhờ việc tự chia này chạm cam một chia để quan tro việc chia bộ rót nâng ba hai ban group ti cả lại nhớ khả năng của tên nâng ngày ao châu luôn ao sạc cam nhớ khả năng cách cam nhiên dù bay cùng tôm sạc cách và bắt thò chị đam vận tải về đảo bộ dương châu luôn tới về đảo bộ dương lép băng về với lia từ liên sâu thái ba chuyện miền ca xoa cô mặt miền ca tua squat lại chị đam nên ta đánh bộ dương nên ta đạp bộ lý tới hương năng mà bằng cà bộ dương đôi chị bộ dương năng từ bằng khách bằng plan chẳng dương chia dù chôn dương chia này sát tết mình tập mặt tập hiệp ảnh na từ cặp tray chơi mình tập mặt tập hiệp ảnh na từ đồng lô bằng pin đây chỉ được bao nhiêu na từ bài chị rong nơi hiệp ảnh cho cái thò này xem đẹp dù chôn xem đẹp chúng ta chia này sát chẳng chỉ ca sản phẩm bơ đôi khi vì bên này tôi dùng miếng để dụ rằng tôi mới hỏi tôi với tôi bật tàn nơi khăn ông cả nạp bạc chạy tại đây bần tay phần khâm tha nâng miếng ca phá bố mây xả láng môi ở miếng cái hai tha bần lứ nơi khăn ông cả đây phần khâm bỏ chi vô rõt bỏ dữ dù bật chôn nóng còn ai tôi riêng sốt ban nơi tam xạ cũng hay có tớ xạ là bong xạ mơ tha nơi miếng tự tập hiệp đôi phụ nữ dương này dây ọt nơi còn miếng ca phá bố mây mùi rứ con mình qua bậc căn tạ phụ dỗ bài bậc căn tạ phụ dù vật chôn tạ đài tế vì phụ cơ lõng mà dân chưa bật tế hợp tòa dù vật chôn đài tâu thủy ông ca thành công sử vớ rứ con dù vật chôn đài tư khăn đi anh tôi chọn tờ riêng sâu nâng mình thở bán xa cô mê đài like dù vật chôn đài tâu phì cảnh bạn dỗ bài đài tâu phì ưu tư hoa đưa chi dù vật chôn cọng ca vừa đất cọng mây chịu đam nâng đài kê miên nụ thông chỉ mẹ cục cường đưa có chỉ mê đặc nôm nâng bà chỉ miên ca xoa công giang rì chơi rìa đưa có ca tụt tua giang cọng khá đa người chỉ đàm tay bộ phụ dương tơ miên ca bóng phật bóng phây đã còn phương đã ấy xuyên tình kê mà xưa phụ dương chung bộ ấy trong tờ chẳng dù chung còn ai ta ăn ở vật tòa mơ thả ta lợi thị bật thị thả bật tay bạp nâng chìa bật thị chìa thả bật tay đưa có miên ca bật căn nâng đề ca nhu bài ca bật căn phạm phụ tật đài tề chàng ở quân cái nhà rong sấy đã mai đặt làng bị cài vô khơi từ lâu ở vũ trụ này cọt cô tại chỗ ruộng bạc nào đặt khăn ông cái càng nghề sân công bờ chi này vô bài phòng này cha hai đặt khăn ông khăn áp bên đi phòng đây để xa tại cam thì bỏ dương ban trên chỗ đào tìm chào hai nên khi nhom kết có sớm ở quân đào việc phần bỏ dương tặng phi ruộng đại ban chậm nay về địa đào miền nằm lái đặt khăn ông cá chơi ruộng đặt khăn ông cam thì ngày này hai cậu ban chạy đồng lệ nơi tu sân nặng cái đôi chi ở cài vô khơi nhàng yang lomen ten jam samrap aoy nea da kwat ban tam dan da kwat ban yol dang patheim te taung te nang tusna របស់ ស្ត្រី ដែល គាត់ យល់ ឃើញ ទៅ លើ អ្នក ដឹក នាំ ថ្មី នេះ ផង ដែរ ហើយ នឹង ខ្ញុំ នឹង ក្រុម ការ ងារ ក៏ សូម អរ គុណ ដល់ ប្រិយ មិត្ត ដែល បាន ចូល រួម តាម ដាន ស្ដាប់ ក៏ ដូច ជា បាន បញ្ចេញ មតិ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ ផង ដែរ នឹង ខ្ញុំ នឹង ក្រុម ការ ងារ សូម អរ គុណ សូម ជម្រាប លា